Thưa sư, trong kinh có nhắc đến bốn khái niệm: liệu tri, tưởng tri, tuệ tri, thắng tri. Sư cho con hỏi lần lượt từng khái niệm này có nghĩa là gì, chúng giống và khác nhau gì. Quý vị hỏi là sư biết quý vị đang nhắc tới bài kinh nào. Đó là bài kinh Căn bản Pháp Môn, bài kinh đầu tiên của Trung Bộ. Và quý vị nên hiểu như thế này, là những cái khái niệm này là đặc biệt dành riêng cho bài kinh này. Và cái vấn đề là do người dịch. Vấn đề là do người dịch, các ngài lựa chọn từ ngữ nha, lựa chọn từ ngữ. Thành ra đó, do cái từ này, nó muốn hiểu cái từ này thì phải hiểu nội dung bài kinh. Và một cái điều mà may mắn cho cái người hỏi đó là sư có giảng cái bài kinh này rồi. Mở danh sách pháp của sư ha, nó có Trung Bộ Kinh đây, kinh Pháp Môn Căn Bản, mở ra nghe sư có giảng trọn cái bài kinh này, và như vậy quý vị sẽ hiểu nó rõ hơn, hiểu nó rõ hơn. Còn bây giờ thì sư chỉ tóm tắt thôi, tóm tắt bốn cái trí, tóm tắt bốn cái trí mà được đề cập đến trong kinh Tạng. Đó là gì? Đầu tiên á, là cái trí của phàm phu. Thì do phàm phu nó giống, sư lấy cái ví dụ là người mù sờ voi để cho quý vị dễ hiểu. Đối với phàm phu á, đối với phàm phu thì giống như người mù vậy đó ha. Muốn biết được hình dáng con voi như thế nào thì họ phải dùng cái sức tưởng tượng để họ tưởng tượng ra con voi. Nhưng mà cái hình ảnh con voi trong cái đầu óc tưởng tượng của họ nó có vấn đề. Và thậm chí có khi họ không biết con voi nó là cái gì. Họ không hiểu được. Đối với người mù. Nha. Cho nên đối với người mù thì họ hoàn toàn họ không biết con voi nó là cái gì. Và họ cũng không tưởng tượng ra được. Hoặc nếu có tưởng tượng thì cái sự tưởng tượng của họ nó cũng có vấn đề. Tương ứng với phàm phu. Thì đối với phàm phu thì có rất nhiều phàm phu họ không biết sự thật của tất cả các pháp, cốt lõi của các pháp là cái gì. Họ không biết được, họ không biết được cái bản chất của thế gian này là cái gì. Và nếu như họ có nghe giảng, họ có biết thì cái họ cũng biết bằng cái sự tưởng tượng về cái bản chất của thế gian. Và cái sự tưởng tượng của phàm phu á, nó có vấn đề. Cái loại trí thứ hai là nó tương ứng, ở đây là quý vị sắp xếp nó sai thứ tự nha, cho nên là sư đang nói theo thứ tự trong kinh chứ không phải thứ tự mà quý vị đề cập. Cái loại thứ hai, cái trí thứ hai là trí của thánh hữu học. Thì vị thánh hữu học á, giống như là một người mù mà được chữa sáng mắt. Nhưng mà khi vị đó mở mắt ra thì do ánh sáng nó chói đó, vị đó chưa có quen cho nên vị đó vẫn phải nhắm mắt lại. Nhưng mà khi nhắm mắt lại, trong cái khoảnh khắc mở mắt ra thì vị đó đã thấy được hình ảnh con voi. Cho nên mặc dù khi nhắm mắt lại vị đó vẫn phải tưởng tượng về cái hình ảnh con voi, nhưng mà cái hình ảnh con voi trong đầu của vị đó nó không có đi lệch nữa. Và nó rõ ràng và nó khác hoàn toàn cái sự tưởng tượng của người mù. Tương tự như vậy, vị thánh hữu học thì vị đó đã tiếp xúc và biết được cái sự thật bản chất của thế gian này là cái gì. Vị đó biết Niết Bàn là cái gì. Nhưng mà do vị đó chưa giác ngộ hoàn toàn cho nên vị đó vẫn còn phải dùng cái sự tưởng tượng để mà nghĩ đến Niết Bàn và nghĩ đến sự thật của thế gian. Nhưng mà cái sự tưởng tượng đó đó nó không đi lệch nữa, nó không đi lệch với chánh pháp nữa. Cái trí thứ ba là cái trí của bậc A-la-hán thành văn, tức là vị thánh vô học. Tức là vị này lúc bấy giờ nó giống như một người đã khỏi hoàn toàn,
Nhìn con voi thì muốn nhìn lúc nào thì nhìn, không cần phải dùng cái sức tưởng tượng để tưởng tượng ra con voi nữa. Thì cũng giống như vị thánh A-la-hán, vị đó biết hoàn toàn một cách rõ ràng bằng cái sự thực chứng thể nghiệm của vị đó bản chất của thế gian này là cái gì, và vị đó không cần phải dùng cái khả năng tưởng tượng của mình nữa, vị đó biết rõ Niết Bàn là cái gì. Và cái trí thứ tư là cái trí của vị A-la-hán chánh đẳng giác, tức là Đức Phật của mình ấy. Thì đối với Ngài, Ngài cũng giống như một người sáng mắt nhìn về con voi, nhưng mà nó khác một chỗ nữa là Ngài có sự hiểu biết rất nhiều những khía cạnh liên quan đến con voi. Ví dụ như con voi đó tên là gì, nguồn gốc của nó ở đâu, nó thích ăn cái gì, cái lịch sinh hoạt của nó ra sao, cha mẹ nó là ai, con cái nó như thế nào. Thì Ngài biết tất cả các khía cạnh liên quan. Nhưng mà cái sự nhìn thấy con voi đó, thì cái nhìn thì nó y chang như vị thánh A-la-hán Thanh Văn, nhưng mà cái sự hiểu biết những cái thông tin bên ngoài đó, thì nó biết hơn nhiều cái người kia. Tương tự như vậy đối với vị Phật Chánh Đẳng Giác, Ngài biết tất cả bản chất của thế gian, biết Niết Bàn là cái gì, và Ngài biết luôn tất cả những cái phạm trù râu ria. Và Ngài còn có thêm một khả năng nữa, đó là Ngài có thể khiến cho người khác sáng mắt, tức là khiến cho người khác cũng biết được cái mà Ngài biết. Đấy, thì đó là sự khác biệt của bốn cái trí tuệ đó ha. Và sư lặp lại, muốn hiểu rõ bài kinh này thì vui lòng nghe bài giảng của sư ha.